Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công lãnh thổ Nga. Thống đốc California Gavin Newsom bị bắt vì lạm dụng quyền lực. MAGA chinh phục sức nóng của Nevada khi đám đông lịch sử tập hợp tại Las Vegas ủng hộ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump phá vỡ sự im lặng trong cuộc đua quan trọng vào Thượng viện đưa ra sự chứng thực có khả năng thay đổi cuộc chơi. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan xác nhận vũ khí của nước này đã được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS. Vì vậy, Tổng thống đã cho phép điều đó. Người Ukraine đã thực hiện quyền đó trên chiến trường. Điều tôi chỉ muốn nói là, theo quan điểm của Tổng thống, đây là lẽ thường tình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận vào ngày 31 tháng 5 rằng ông Biden đã cho phép sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông, những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga gần Kharkov. Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi trong tương lai. Trong khi đó, thì nội các Bộ trưởng Đức tuyên bố rằng vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ khu vực Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Hiện tại không có sự thống nhất nào ở các nước phương Tây về các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 28 tháng 5 rằng việc lựa chọn mục tiêu và nhiệm vụ bay cho các hệ thống tấn công hiện đại được thực hiện từ xa hoặc tự động mà không có sự hiện diện của quân nhân Ukraine. Ông chỉ ra rằng việc này được thực hiện bởi những người sản xuất và cung cấp cho hệ thống này cho Ukraine. Ông Putin cảnh báo rằng các nước NATO nên nhận ra họ đang đùa giỡn với điều gì. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh vào ngày 31 tháng 5 rằng tất cả các loại vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều đã được quân nhân NATO kiểm soát trực tiếp và những hành động như vậy có thể là cái cớ cho các cuộc tấn công trả đũa. Thống đốc California Gavin Newsom bị bắt vì lạm dụng quyền lực. Quý vị thân mến, thống đốc California Gavin Newsom đã bị bắt vì lạm dụng tiền nộp thuế của người dân Hoa Kỳ để thanh toán cho các hóa đơn chăm sóc sức khỏe của người nhập cư bất hợp pháp trong tiểu bang. Theo truyền thông địa phương, Gavin Newsom đã nộp khoản bồi hoàn trị giá gần 53 triệu đô la mà tiểu bang hiện phải trả lại cho chính phủ liên bang. Báo cáo của NBC 15 cho biết theo một báo cáo gần đây của Tổng thanh tra, California nợ chính phủ liên bang 52,7 triệu đô sau khi yêu cầu hoàn trả không đúng cách cho các dịch vụ được cung cấp cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết, Golden State đã yêu cầu bồi hoàn Medicaid cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho những người không phải là công dân. Danh mục này không bao gồm những người đang sinh tị nạn hoặc người tị nạn theo báo cáo, các tiểu bang bị cấm yêu cầu các khoản hoàn trả liên bang như vậy, ngoại trừ trong các tình huống khẩn cấp về y tế, không áp dụng ở đây. Một cuộc đánh giá do văn phòng Tổng thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ thực hiện cho thấy, California đã sử dụng một phương pháp tính toán lỗi thời để yêu cầu các khoản hoàn trả liên bang từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Phương pháp này không loại trừ các dịch vụ được cung cấp cho những người không phải là công dân và phải được thanh toán cho bởi nhà nước. Các kiểm toán viên viết rằng, chúng tôi đề nghị California. Thứ nhất, hoàn trả cho chính phủ liên bang số tiền hoàn trả liên bang được yêu cầu không chính đáng là 52,7 triệu đô cho các khoản thanh toán định suất được thực hiện thay mặt cho những người không phải là công dân với UIS. Thứ hai, làm việc với CMS để xác định số tiền liên bang đã yêu cầu không chính đáng, các khoản thanh toán định suất được thực hiện thay mặt cho những người không phải là công dân với UIS trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận mà cuộc kiểm toán của chúng tôi không đề cập đến. California là một trong nhiều bang thuộc Đảng Dân chủ không chỉ bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất mà còn cung cấp nhiều loại quà tặng miễn phí bao gồm cả hóa đơn chăm sóc sức khỏe. Vào tháng 12 năm ngoái, Golden State đã trở thành bang đầu tiên trong cả nước cung cấp bảo hiểm y tế do người đóng thuế tài trợ cho người nước ngoài bất hợp pháp. Kể từ khi triển khai, khoảng 700.000 người đã đủ điều kiện nhận Medicare, phiên bản của tiểu bang của chương trình Medicaid liên bang dành cho người có thu nhập thấp. Vào thời điểm đó, Newsom cho biết, tại California, chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng được tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có chất lượng, giá cả phải chăng, bất kể thu nhập hay tình trạng nhập cư. MAGA chinh phục sức nóng của Nevada khi đám đông lịch sử tập hợp tại Las Vegas ủng hộ Tổng thống Trump. Thưa quý vị, một đợt nắng nóng thiêu đốt ở Las Vegas, Nevada đã không ngăn cản toàn bộ lực lượng những người ủng hộ MAGA đến gặp vị tổng thống yêu thích của họ vào Chủ nhật, nơi ông đến để có bài phát biểu vòng tròn trước đám đông những người biểu tình sôi nổi. Một lượng lớn khán giả dường như lên tới hàng ngàn người đã bắt đầu xếp hàng để tham gia cuộc vận động vào sáng sớm Chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên tổng thống Donald Trump tổ chức một sự kiện lớn kể từ khi ông bị kết án ở New York với 34 tội danh trong thời gian gần đây. Phiên tòa khét tiếng tiền im lặng. Rõ ràng bản án ở New York không hề làm giảm tinh thần của những người ủng hộ MAGA. Trên thực tế, nếu đám đông tràn ngập ở Las Vegas là dấu hiệu cho thấy đất nước cảm thấy thế nào về nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống, thì có vẻ như cơ hội chiến thắng của Tổng thống Trump vào tháng 11 sẽ cao hơn bao giờ hết. Ở đây không quá nóng phải không? Donald Trump phát biểu khi lên bục phát biểu. Ông nói thêm, với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ giành được Nevada, chúng tôi sẽ đánh bại thượng nghị sĩ cánh tả cấp tiến Biden của bạn, Jackie Rosen. Chúng tôi sẽ tiêu diệt gia đình tội phạm Biden, bao gồm cả thực tế là họ đã vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Tổng thống Trump hứa, chúng ta sẽ kết thúc chế độ yếu kém và thất bại của Crooked Joe Biden, vì tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tuyệt vời trở lại. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng lưu ý, ngay trước khi mở đầu bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Silver State, quan chức của Hiệp hội Bảo vệ Cảnh sát Las Vegas đã tán thành Tổng thống. Hiệp hội, một trong những hiệp hội lớn nhất trong nước, đại diện cho hơn 4.000 sĩ quan được ủy quyền của Sở Cảnh sát Metro Las Vegas và thành phố Las Vegas. Tổng thống Trump phá vỡ im lặng trong cuộc đua quan trọng vào Thượng viện, đưa ra sự chứng thực có khả năng thay đổi cuộc chơi. Thưa quý vị, cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra sự tán thành lớn đối với cuộc đua được đánh giá là một trong những cuộc đua vào Thượng viện được theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong năm nay. Tổng thống Trump đã thông báo vào hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông sẽ ủng hộ cựu đại úy quân đội Hoa Kỳ Sam Brown để đối đầu với Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đương nhiệm Jackie Rosen vào tháng 11. Tổng thống Trump viết rằng Sam Brown là một người Mỹ yêu nước vĩ đại, một người nhận được trái tim tím, người đã chứng minh rằng ông ấy có làm tuyệt vời và can đảm để đối đầu với kẻ thù của chúng ta cả trong và ngoài nước. Sam, hiện đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Nevada vĩ đại. Chủ yếu là vì ông ấy biết rằng Joe Biden gian dối và phe cánh tả cấp tiến là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Đất nước của chúng ta không còn có thể chịu đựng được việc Tổng thống tham nhũng và bất tài này ra lệnh. Với tư cách là thượng nghị sĩ tiếp theo của bạn, Sam sẽ chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ biên giới của chúng ta, chấm dứt tội phạm di cư, ngăn chặn lạm phát, phát triển nền kinh tế của chúng ta, hỗ trợ mạnh mẽ quân đội tuyệt vời của chúng tôi. Hãy bảo vệ tu sinh án thứ hai luôn bị bao vây của chúng ta và khôi phục hòa bình qua sức mạnh. Thưa quý vị, Brown cảm ơn Tổng thống Trump trong một tuyên bố với Fox News Digital sau sự chứng thực. Viết rằng, cảm ơn Tổng thống Trump vì sự lãnh đạo và sự tán thành của ông. Tôi mong được làm việc với ông để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân Nevada khi cả hai chúng ta đều giành chiến thắng vào tháng 11. Brown đã đánh bại đối thủ cạnh tranh hàng đầu của mình, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Iceland, Jeff Gunter, để giành được sự tán thành sau khi cả hai ứng cử viên và những người ủng hộ họ thân cận với Tổng thống Trump đã đấu tranh trong hậu trường để giành được sự ủng hộ của cựu Tổng thống. Brown bây giờ có thể sẽ là ứng cử viên được yêu thích nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử này dự kiến sẽ đối mặt với Rosen trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 cho đến nay rất ít cuộc thăm dò đã được thực hiện về cuộc đua, nhưng một cuộc thăm dò của New York Times được thực hiện vào tháng 5 và tháng 4 cho thấy Rao và Rosen đang có tỷ lệ ủng hộ chết người ở mức 41% mỗi người với một con số vẫn chưa được quyết định. Đảng Cộng hòa con Nevada là một trong những cơ hội hàng đầu của đảng khi đảng này tìm cách giành lại đa số thượng viện từ tay của Đảng Dân chủ, những người hiện đang nắm giữ đa số mỏng manh 51-49 những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv Time.